Ở vòng thi đầu tiên này, các con sẽ được quyền lựa chọn xem ba hay là mẹ trả lời câu hỏi liên quan tới chủ đề mà chương trình đặt ra. Ở vòng này thì chúng ta không được quyền thảo luận cùng với nhau nha. Người nào được các bé chỉ định thì chỉ một mình người đó suy nghĩ và đưa ra câu trả lời trong khoảng thời gian là 10 giây. Trước tiên sẽ là gia đình của Minh Khang, Thúy Hạnh, và chúng ta xem chủ đề nào dành cho họ đây. Chủ đề hội họa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các bé nghĩ như thế nào với chủ đề này. Nếu giữa ba với cả mẹ á, thì con nghĩ là tất nhiên là ba phải vẽ đẹp hơn. Nếu như mà con cho mẹ thử vẽ thì con bước sẽ ra sao? Hai con không có tin tưởng vào cái tài năng hội họa của Thúy Hạnh chút nào. Tại vì là hai con cũng không biết. Lần trước là mẹ cũng đã từng học 2 năm ở ngành thiết kế thời trang. À, con biết rồi. Mẹ học thiết kế thời trang chứ gì. Chứ vậy là mẹ vẽ cũng đẹp lắm á. Chẳng qua là mẹ bận rộn công việc nhiều quá, mẹ chưa vẽ cho các con thôi. Bây giờ thì hai con nghĩ xem, với chủ đề hội họa này thì ba trả lời sẽ tốt hơn hay là mẹ trả lời sẽ hay hơn? Các con chọn đi nè. Là với cái câu hỏi này thì ba hay mẹ trả lời tốt hơn. Câu hỏi gì? Câu hỏi này nè, câu hỏi vẽ. Ok, được rồi. Em chọn ba. Chọn ba, và các con đã bấm nút chọn Minh Khang. Câu hỏi như sau. Thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân được vẽ bằng chất liệu gì? A. Sơn dầu. B. Sơn acrylic. C. Màu nước. D. Màu bột. 10 giây bắt đầu. Bà nhanh lên đi. Trả lời luôn đó. Sơn dầu. Ồ. Sơn dầu. Tôi nghĩ rằng câu hỏi này không làm khó được bạn. Và bạn đã đưa ra câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng. Gia đình của Minh Khang vừa mang về được 10 điểm. Gia đình của Thị Vũ sẵn sàng nha. Để xem chủ đề dành cho chúng ta là gì đây. Chủ đề phát minh. À, hình như cái chủ đề này nó cũng rất là phù hợp với Thị Vũ đây. Chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip mà các bé nói về chủ đề này, chủ đề phát minh. Bố con biết chế tạo rất là nhiều thứ. Những thứ giống là ô tô hoặc là máy bay. Bố còn chế tạo được robot. Nhưng mà con không biết bố có thể chế tạo được xe tăng. Dạ, con nghĩ là bố mình chế... Con nghĩ là bố còn chế tạo được cái máy bay mà có người lái chồng được. Không được đâu. Được. Bây giờ rất là bận. Rất là bận mới được. Một thì bố làm người bố làm nhiều mảnh. Xong rồi cái bố gắn lại thành một chiếc máy bay bỉ. Không. Thời gian định này giúp cho con điện phim Hồng Kông. Với chắc con phim Hồng Kông nhiều. Điện coi hoài hay sao á. Coi phim Mỹ không à. Không biết sao đi. Hai nói chuyện với nhau mình cảm giác giống như là mấy cao thủ này kia. Mới xuống núi đó. Với chủ đề phát minh, hai con tin tưởng vào ai? Bố hay mẹ sẽ trả lời tốt hơn? Dạ bố. Thế còn mẹ thì sao? Mẹ không phát minh được gì à? Dạ. Trời ơi, mấy bé nó dạ một cách phũ phàng. Nhưng mà biết đâu, khi mà mẹ đứng ở một cái vị trí đúng thì mẹ sẽ phát minh ra được tốt thì sao? Ví dụ như mẹ đứng ở trong bếp, có bây giờ mẹ phát minh ra những món ăn ngon cho các con chưa? Có không? Chú thích Tommy gật đầu kìa. Tommy thích ăn món gì của mẹ nấu? Trứng chiên. Trứng chiên. Ôi, cái món này thật là một cái phát minh vĩ đại quá đi. Phát minh mang tầm cỡ thế kỷ đó nha. Món trứng chiên mẹ nấu. Rồi bây giờ con quyết định là bố đúng không nào? Chọn bố. Nhân nốt. Câu hỏi như sau. Ai là người thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại? A. Anh em nhà Karamazov. B. Anh em nhà Grimm. C. Anh em nhà Fry. D. Anh em nhà Neville. 10 giây bắt đầu. Anh em nhà Rai. Rất nhanh bạn lựa chọn đáp án anh em nhà Rai. Vì sao vậy? Thì cũng rất là rành hai anh em nhà này. Tại vì những lần đi lưu diễn nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, thì thường cũng hay vô mấy cái bảo tàng về máy bay. Thì bao giờ cũng trưng cái hình chiếc máy bay của hai anh em này ở cái vị trí rất là dễ nhìn thấy. Thì Vũ cho chúng ta biết đáp án là C, anh em nhà Rai. Và đây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn. 10 điểm dành cho gia đình của Thị Vũ và Thúy Tiên. Câu hỏi đầu tiên thì cả hai gia đình đều đã vượt qua khá dễ dàng. Gia đình của Minh Khang, Thúy Hạnh. Và chủ đề dành cho các bạn đó là chủ đề thể thao. Chúng ta hãy xem các bé suy nghĩ như thế nào về chủ đề thể thao với ba mẹ của mình nhé.
Ba con rất thích chơi góp. Ba có nhiều nhất là gậy đánh góp. Cái quả của bóng nữa, có bóng màu á. Ba đánh thì có lần trúng, có lần không trúng. Đây nè, mỗi lần ba con đánh, ba con đánh xịt nhẹ này nè. Mặt nữa thì nó bay xa ra thì mất bóng rồi. Mỗi bay xa ra thành phố thì mất bóng rồi. Các bé tiết lộ rằng là ba Minh Khang có chơi đánh góp. Các con thấy ba chơi hay không nè? Dạ có. Các con tin tưởng vào ba. Vậy thì với chủ đề này các con nghĩ rằng ba sẽ trả lời hay mẹ trả lời nè? Tất nhiên là ba chứ chú Nghĩa. Tất nhiên là ba, đúng không? Hai chị em đồng ý với nhau không? Thỏa thuận chưa? Dạ rồi. Quyết định, chọn, ba, bấm nút. Lại một lần nữa, ba phải đối đầu với thử thách. Câu hỏi như sau: môn thể thao nào đã từng được chơi ở trên mặt trăng? A. Ném đĩa. B. Đánh golf. C. Nhảy cao. D. Điền kinh. 10 giây, bắt đầu. Em biết vậy? Em không thể giải thích cho chị được tại vì em quên rồi. Và hết giờ. Ném đĩa. Bạn cho rằng ném đĩa. Ở trên mặt trăng chúng ta biết là nó không có trọng lực đúng không? Thì bạn nghĩ rằng khi bạn ném cái đĩa thì cái đĩa nó bay tới đâu? Bay về trời đất. Đây là câu trả lời chưa đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đây là môn đánh golf. Con nghi cái môn này lắm nhưng mà con không được nhắc ba. Chủ đề dành cho gia đình của Thùy Vũ đó là chủ đề khoa học. Tối ngày con cứ kể chuyện hành tinh, bao nhiêu hành tinh rồi vụ nổ Big Bang từ đâu có. Con cứ giải thích với mẹ, mẹ cứ gật gù cho con nó nói hoài. Cố giải thích mà mẹ cũng gật hoài. Các con muốn bố hay mẹ trả lời chủ đề này? Dạ bố. Sao? Sao bố hoài vậy? Nãy bố rồi giờ bố nữa hả? Dạ tại vì bố nói thì cần mấy cái đó một chút rồi cái cần đọc thêm sách thêm cái kể cho mẹ. Mà đa số tại vì mẹ không hiểu. Nhưng mà con kể cho mẹ thì mẹ biết chứ bố đâu có biết đâu mà chọn bố, chọn mẹ là đúng rồi. Dạ tại vì mẹ không hiểu. Không hiểu nhưng mà mẹ. Quyết định chọn bố phải không nào? Dạ. Bấm nút chọn bố Thùy Vũ. Câu hỏi đó là: nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam tên gì? A. Phạm Hữu Lầu. B. Phạm Tiến Duật. C. Phạm Bằng. D. Phạm Tuân. 10 giây bắt đầu. Thì tôi chọn Phạm Tuân. Khi mà bạn vừa nói ra đáp án này, tôi thấy rằng tất cả khán giả có mặt trong phim trường đã vỗ tay tán thưởng. Học phổ thông thì chúng ta cũng biết được rằng nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam tên là gì, nếu như chúng ta vẫn còn nhớ kiến thức đó. Đáp án Phạm Tuân mà Vũ đưa ra là đáp án chính xác. Chúc mừng! Thùy Vũ mang về cho nhà mình thêm 10 điểm. Trời ơi! Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3, cũng là câu hỏi cuối cùng của gia đình Minh Khang và Thúy Hạnh. Chủ đề dành cho các bạn: ẩm thực. Wow! Chủ đề ẩm này... thực là mẹ luôn. Xong. Hai con tin tưởng vào ai nào? Yeah. Mẹ! Ở nhà mẹ có hay nấu cơm cho các con ăn không? Dạ. Yeah. Ba nấu có ngon không Thu Tí? Dạ có, nhưng mà ba nấu dở hơn mẹ. Hỏi chi? Hỏi chi ăn hỏi vô làm cái gì? Tranh giành làm cái gì? Nào hai con, bây giờ quyết định chọn mẹ phải không? Dạ. Yeah. Bấm nút chọn mẹ. Mời Thúy Hạnh, câu hỏi liên quan đến chủ đề ẩm thực như sau: cơm nị là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc nào tại Việt Nam? A. Tày. B. Khmer. C. Sán Diều. D. Chăm. 10 giây bắt đầu. Theo em nghĩ là Chăm. Chăm. Cơm nị theo Thúy Hạnh nói rằng là món ăn truyền thống của dân tộc Chăm tại Việt Nam. Đây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn. Chà, có một cái kiểu chúc mừng mới ha. Là hai cái dòng ba cùng vô nhau. Cơm nị là một món ăn truyền thống của người Chăm tại An Giang. Và với câu trả lời vừa rồi, Thúy Hạnh đã mang về cho nhà mình được 10 điểm. 50 điểm vậy đó. Gia đình của Thủy Vũ, Thủy Tiên. Chủ đề dành cho các bạn đó là chủ đề nhạc cụ.
Hai con thích ai trả lời chủ đề này? Thử mẹ không? Thử mẹ. Okay. Anh chọn mẹ thử. Bấm nút nào, chọn mẹ. À, không biết Thủy Tiên, cái công việc ngoài công việc nội trợ của bạn ra thì trước đây công việc của bạn là gì? Dạ, em là kỹ sư công nghệ thực phẩm. Không có liên quan gì tới âm nhạc hết. Dạ đúng. Lại càng không dính gì tới nhạc cụ hết. Dạ đúng. Câu hỏi như sau: guitar còn có tên gọi khác là gì? A. Vĩ cầm, B. Hạ uy cầm, C. Tây ban cầm, D. Đại hồ cầm. 10 giây bắt đầu. Dạ tây ban cầm. Đó là câu trả lời chính xác. Đàn guitar còn được biết đến dưới cái tên là tây ban cầm, vốn xuất xứ là một nhạc cụ có cách đây hàng nghìn năm. Sau này người Tây Ban Nha mới cải tiến nó thành đàn guitar như ngày nay. Như vậy là Thủy Tiên mang về cho nhà mình 10 điểm. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi đầu tiên. Điểm số 2 gia đình tạm thời như sau: gia đình của Minh Khang và Thúy Hạnh 20 điểm, gia đình Thủy Vũ, Thủy Tiên 30 điểm. Vòng thi thứ hai sẽ còn nhiều điều hấp dẫn hơn nữa. Hãy dành cho họ ít phút để họ thư giãn nha. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng 2 của chương trình Con Biết Tốt.